Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Và video này thì dành cho một bác nào đang tìm cho mình một cái chiếc đài giá cả phải chăng, đầy đủ chức năng, tiếng hay, độ bền cao và hơi tham lam một xíu đúng không ạ? Đấy là tham lam này là không phải là tính tham lam mà chúng ta tham lam về yêu cầu về cái nhiều chức năng, giá hợp lý để có một chiếc đài vừa phải. Đó thì đây chính là cái chiếc đài đó, nó đầy đủ các yếu tố như vậy. Và chiếc đài này thì những năm 2019, 2020, 2021, những cái năm dịch Covid-19 ấy, thì là em Tuấn bán rất nhiều. Đấy, đặc biệt là bán về cái khu Hải Dương. Có một bác hình như là bác Mạnh Hải Dương là bác hay thích cái dòng đài này lắm. Và em bán xuống Hải Dương rơi vào khoảng độ 10 đến 20 chiếc. Còn các tỉnh thành khác thì có rất là nhiều. Đấy, nhưng mà đến năm 2022, 2023 trở lại đây thì rất ít gặp dòng đài này. Đây chính là dòng đài Sony 1065S các bác nhá. Đấy. Đấy, dành cho bác nào mà có tí tham lam về cái góc độ chơi đài. Đấy. Là tham lam về mọi mặt luôn đúng không ạ? Chiếc đài này là đáp ứng đầy đủ cho các bác luôn. Đây là chiếc đài Sony CFS 1065S hay còn gọi là Sony 1065. Một chiếc đài rất đẹp nhá. Và em Tuấn mới sưu tầm được và cũng giới thiệu được quý vị các bạn. Đài thì sản xuất những năm 1990 thì tính đến thời điểm này đã được 34 năm rồi. Đài rất đẹp các bạn. Các chi tiết núm nút quai sách anten này còn nguyên bản hết. Đó, thân nhựa thì đang còn rất là đẹp. Đấy, ở đây nó có một tí nứt nhá. Cái này là không phải là bể vỡ gì đâu. Đây là do năm tháng thôi, cái nhựa nó tự nứt, là hai cái nhựa nó cắn vào nhau á. Cái mặt loa đằng trước và mặt loa đằng sau thì nó dạn một xíu. Đấy, nhưng mà vẫn đang còn nguyên bản hết và không có làm gì cả. Bác nhìn loa bên trái này, đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Loa bên phải ạ. Đây là mặt cục giữa. Chúng ta sẽ thấy cái phần 1065 này nó làm đẹp hơn 1055 và 1058 nhé. Là cái phần logo dò sóng này. Cái chỗ Omega này nó làm bằng cái màu bạc rất là sang trọng. Và cái phần nhũ ở dưới đây này, nó phần ánh tím nhé. Đấy, rất đẹp. Đây là phần nhũ các bác nhá. Đấy, sơn dạng như là sơn nhũ chrome ấy, gần như là giả chrome ấy. Đấy, nó màu ánh bạc này, chúng ta phải hơi che chúng ta nhìn. Quay qua điện thoại thì nó hơi lóa. Đấy. Cái phần xi mạ nó rất là đẹp này. Đấy, rất là óng ánh nhá, rằng rất là mới này. Chưa bị mờ gì cả. Chúng ta có nút chức năng chính ở đây. Chiếc đài này thì rất dễ sử dụng nhá. Đấy, các bác lớn tuổi sử dụng thì cực kỳ là dễ. Chúng ta chỉ cần để các chức năng này, gồm có băng cassette, radio và line in thôi. Đấy, ba chức năng chính. Line in thì cắm đằng trước này, rất là dễ cắm luôn ạ. Đấy, và cần gạt đầu tiên là cần gạt cơn loa này. Rồi 5 cần gạt về bát trung tép này. Đấy, chúng ta nghe ở cái chức năng nào chúng ta để ở đó. Đấy. Và đây là 4 hiệu ứng âm thanh. Chúng ta để ở bên trái là menu là chúng ta chỉnh bằng tay. Và để bên phải nó sẽ có 3 cái mặc định của hiệu ứng âm thanh của đài nhé. Gồm có disco này, party line này. Chúng ta nghe ở cái ưng ở cái âm thanh nào chúng ta để ở đó. Ở trên này thì tổ hợp phím băng cassette này. Đấy. Phím đang còn rất đẹp nhé. Đấy. Chưa bị mài mòn một tí nào cả. Chữ nghĩa này. Thực sự đây là một cái đài rất là hoàn thiện. Và giá cả thì rất là dễ chịu ạ. Chỉ có 2 triệu đồng thôi. Em bao ship toàn quốc nhé. Cho một chiếc đài Sony 1065. Hoạt động hoàn hảo. Đài rất đẹp ạ. Từ anten, quai sách nhé các bác nhé. Nắp pin này. Đấy, tem thông số máy đây. Rất đẹp các bạn. Đấy, em đang nghiêng cái đài để các bác có thể nhìn được dễ hơn. Đúng không ạ? Dây zin luôn nhé. Dây loa zin. Tem thông số máy đây. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng xem. Đó. Đài rất đẹp ạ. Và sau đây em Tuấn sẽ test cái phần chức năng băng cassette nhá. Nếu bác nào mà quan tâm thì chúng ta hãy nán lại một xíu, em Tuấn sẽ test cho các bác xem, các bác nghe. Đó. Rất hay. Đã từ lâu rồi tôi là lính tiến quân hành còn trên miền. Mỗi khi đơn vị dừng chân đôi rất hay các bạn, tiếng cực kỳ là ấm luôn.
Radio các bác nhá. Quan và trải nghiệm. Bây giờ mời quý vị và các bạn rất cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá phiên chợ này. Lúa, rau màu của người dân. Chính phủ và các bộ ngành trung ương đã có những giải pháp để xử lý. Tuy nhiên, tôi nhận thấy tiến độ xử lý. Line này chúng ta gạt lên trên nhá. Đây, và em Tuấn sẽ lấy cái điện thoại này chúng ta sẽ cắm vào. Đang để sạc pin ở đây. Xin phép quý vị các bạn chờ em xíu, em sẽ để điện thoại ở đây và em sẽ cắm cái rắc vào nhá. Đấy, em Tuấn đã cắm sẵn ở mặt đằng trước rồi. Đấy, chúng ta chỉ cần cắm cái điện thoại thôi. Đó. Rất là tiện dụng. Rất là hay. Tiếng cực hay các bạn. Đánh bát tép rất là căng này. Biết rằng mai kia đôi người đôi ngả, tôi xin anh đừng buồn. Chúng ta chung đời linh thiên phong sương, quê nhà với muôn. Loa trái này, loa phải này, hai loa này. Đường trần dù trong hoạt động rất tốt nha. Đi vì lý tưởng, đi xây mộng cho đời. Quên đi vàn sâu nhớ, ta cùng mơ ước ngày về thăm đất mẹ đẹp tình yêu mến quê. Tiếng hay quá các bạn, rất là tuyệt vời luôn. Đó, và giá thì em cũng đã báo giá ngay phần đầu video rồi. Giá chỉ có 2 triệu thôi. Đài đang trong tình trạng hoạt động tốt các chức năng. Đài đang còn rất đẹp, độ nguyên bản gần như là 100% các bác nhé. Chỉ có điều là có cũ theo thời gian thôi. Đấy, 34 năm rồi thì cũng không thể tránh khỏi được. Đấy, và giá thì em đang giao lưu với giá là 2 triệu bao ship. Và số điện thoại của em cũng là số Zalo nhá. Các bác mua hàng có thể điện thoại cho em 0822 111 444. Và cửa hàng thì còn rất nhiều các model của các dòng đài khác nhau. Nếu bác nào có nhu cầu thì hãy điện thoại cho em. Em sẽ gửi hình cũng như là giá chi tiết cho các bác. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại.